ngày 12 tháng 5 năm 2010, tại sân bay Tambo, một máy bay cỡ lớn Airbus A33 không đang chuẩn bị hành lý và nhiên liệu cho một chuyến bay tầm trung trong châu Phi. Chuyến bay được khai thác bởi Africa Airways mang số hiệu 8U771, có hành trình từ Johannesburg, Nam Phi đến Tripoli, Libya. Với độ dài đường bay 6.700 km sẽ mất khoảng 8 giờ bay. Cơ trưởng là ông Basir Ansari, 57 tuổi. Ông có kinh nghiệm 17.016 giờ bay, trong đó có 516 giờ trên A330. Trở thành cơ trưởng từ tháng 10 năm 1998, ông có bằng lái trên A330, A320 và B727. Gia nhập hãng hàng không năm 2007, cơ phó là Abu An Chúa Chi, 42 tuổi. Có kinh nghiệm 4.216 giờ bay với 516 giờ trên A330, đạt chứng chỉ phi công dân dụng được cấp bởi Libya. Năm 2009 anh có hạn chế về thị lực và được phép sử dụng kính mắt. Phi công phụ là Mabruk Antahuni, 37 tuổi. Anh có kinh nghiệm 1.866 giờ bay. Cả ba người này đều đã bay cùng nhau ở chiều ngược lại của chuyến bay này ngày hôm qua. Là một chuyến bay dài, nhưng họ chỉ được nghỉ ngơi trong vòng 15 giờ. Họ phải bay nhiều hơn các hãng khác vì Africa Airways bị thiếu hụt phi công. Chuyến bay mang theo tất cả 104 người, trong đó có 93 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn. Hầu hết các hành khách là người Hà Lan, trở về sau kỳ nghỉ. Máy bay Airbus A33 không mang số đăng bạ 5AONG, được giao cho Africa Airways năm 2009. Trong chưa đầy một năm hoạt động, nó đã tích lũy được 1.600 giờ bay với 430 chu kỳ cất hạ cánh. Máy bay được trang bị cấu hình 230 ghế, với 30 ghế thương gia và 200 ghế hạng phổ thông. Sáng hôm sau, máy bay đã trải qua hơn 7 giờ bay êm ả ở độ cao 40.000 feet. Trong buồng lái, các phi công vẫn thức xuyên đêm để quản lý máy bay. Lúc này, trạm không lưu ở Tripoli bắt đầu đưa ra kế hoạch hạ cánh cho phi hành đoàn. Họ sẽ bay đến điểm tham chiếu Tango Whiskey để tiếp cận đường băng 09. ATC thông báo thời tiết cho họ là gió lặng, tầm nhìn 6 km, bầu trời quang đãng, nhưng có sương mù sát mặt đất. Đường băng của sân bay Tripoli nằm theo hướng từ Tây sang Đông. Không lưu đã yêu cầu chuyến bay 771 tiếp cận theo hướng Đông từ đường băng 09. Ở sân bay này, ở bất kỳ thời tiết nào, phi công vẫn phải điều khiển bằng các phương pháp thủ công, vì sân bay không được lắp đặt trạm tiếp sóng ILS cho máy tính máy bay. ILS là các trạm phát sóng trên mặt đất gần các đường băng. Nó gửi các sóng điện từ khác nhau đến máy bay để tính toán, để đưa ra góc tiếp cận, cũng như tốc độ hạ xuống cho máy bay để chạm đất đúng trên đường băng. Phương thức này rất quan trọng khi hạ cánh trong thời tiết xấu, nhưng các phi công vẫn được đào tạo cho việc thực hiện thủ công. Cũng phi hành đoàn này, vào tuần trước đã suýt va chạm với mặt đất trong lúc hạ cánh.
buộc họ phải tăng tốc bay vòng, may mắn sau đó đã hạ cánh an toàn. Chứng tỏ phi hành đoàn này rất yếu trong việc sử dụng các phương thức thủ công. Biết việc hạ cánh như vậy sẽ khá khó khăn, nhưng phi hành đoàn đã không đưa ra bất kỳ kế hoạch nào cho việc hạ cánh. Sau hơn 8 giờ bay, chuyến bay 771 bắt đầu hạ cánh xuống Tripoli. Cơ phó là người cầm lái. Lúc này anh ấy vẫn sử dụng lái tự động để điều khiển máy bay vào đường tiếp cận. Sau khi qua điểm Tango Whisky, phi công sẽ tự tính toán để máy bay hạ theo đúng đường màu xanh để hạ cánh an toàn. Nhưng do không có kế hoạch rõ ràng, khi còn cách Tango Whisky một dặm, cơ phó đã bắt đầu cho máy bay hạ độ cao xuống. Cứ theo đà này họ sẽ không tới được đường băng. Phi hành đoàn vẫn không nhận ra rằng mình đang bay rất thấp. Họ cũng không sử dụng bất kỳ bản đồ dẫn đường nào để thực hiện hạ cánh một cách trực quan hơn. Có vẻ như sự cố từ lần hạ cánh trước chưa khiến họ ý thức hơn về hành động của mình. Máy bay vẫn tiếp tục đi xuống với tốc độ 800 feet trên phút. Có vẻ như sương mù bên ngoài ngày càng dày thêm, che hết cả tầm nhìn của phi công, khiến họ chẳng thấy gì bên ngoài. Nhưng cơ trưởng vẫn yêu cầu cơ phó tiếp tục hạ độ cao. Sau khi nghe cảnh báo này của máy bay, nếu phi công không nhìn thấy được đường băng hoặc một yếu tố nào khác thì họ phải cho máy bay bay lên lại ngay. Terrain. 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 Terrain ahead. Terrain ahead. Pull up. Obstacle ahead. Obstacle ahead. Pull up. Nghe thấy cảnh báo va chạm địa hình của máy bay vang lên, cơ phó cho tăng hết công suất đẩy mũi máy bay lên cao để hủy hạ cánh. Do lấy độ cao nhanh theo quán tính, vận tốc máy bay sẽ giảm mạnh. Để giữ an toàn, họ phải điều khiển máy bay lấy lại tốc độ. Sau khi lên đến độ cao 470 feet, cơ phó đẩy nhẹ mũi máy bay xuống để lấy tốc độ. Lúc này độ cao máy bay bắt đầu giảm trở lại. Đột nhiên cơ trưởng cầm lấy cần lái và đẩy mạnh xuống mà không hề thông báo bất kỳ điều gì với cơ phó. Máy bay đâm xuống đất tạo ra một vết kéo dài 800 m. Toàn bộ phi cơ bị phá hủy hoàn toàn. 103 người trên máy bay thiệt mạng. Duy nhất một cậu bé 9 tuổi người Hà Lan may mắn sống sót. Cậu bò ra từ đống đổ nát và được người dân đưa đến bệnh viện. Đây là tai nạn gây chết người thứ hai của A330 trong vòng một năm.
trước đó là chuyến bay 447 của Air France. Cục Hàng không Libya mở cuộc điều tra vụ tai nạn. Qua điều tra không có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào được tìm thấy. Thay vào đó là lỗi phi công, phi hành đoàn bị lệ thuộc vào các thiết bị điện tử. Không có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên tổ bay. Bỏ qua toàn bộ việc lập kế hoạch hạ cánh, mất tập trung. Cơ trưởng có thể đã gặp ảo giác do mệt mỏi vì bay nhiều. Ông không nhận ra rằng mũi máy bay đang hướng xuống. Vì vậy ông tiếp tục đẩy cần lái về trước khiến máy bay gặp nạn.